Chào mừng các bạn đến tiếp tục đến với món mứt dưa. Đây là dưa là mình cắt ra, bao ra, ngâm sẵn với nước chanh rồi. Bây giờ là đem đi rửa. Đẹp, rất chi là đẹp. Đây, sau khi mình rửa sạch sẽ ráo nước thì để ráo nước thì bây giờ là công đoàn ướp đường và màu yêu thích đấy. Từ cho sang mình sẽ làm hai màu đây. Màu đã chuẩn bị sẵn, màu xanh là dừa và màu đỏ của củ hên là dừa đây mình đụng rồi.
ốc tiện ủ ngắm đi ướp thì bây giờ là mình cho lên chảo để xem. Đây, màu rền rất là đẹp. Đang ngậm đều. Một nửa thôi. Quên, nửa bó trực. Nửa thôi. Úi giời ơi, rất là phê như con tê tê. Nên chia ra ba mẹ thôi đó, hai mẹ thôi. Hai mẹ thôi. Chảo to nha, đâu phải chảo nhỏ. Được. Rồi. Nước vừa thôi. Một mẹ thôi. Đổ anh đi vô một tí đi. Ừ. Đổ vô luôn mà, nó đổ vô luôn. Được đen. Cắt cái sáng bỏ vào để cho màu. Bây giờ bỏ thêm nước ren, củ ren lúc sáng để lại nhé, để cho màu nó đẹp rồi. Ôi trời ơi, nhìn trong máy quái thì nó rất là đẹp. Biết màu nó sẽ thế nào. Ok. Bây giờ là chỉ đợi nó sôi. I see the light inside your eyes, you make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay.
Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời, ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Mau đẹp. Nơi yên bình nhất, nơi anh mơ, tất cả là sự thật. Và điều đó chưa khó lắm phải không em? Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đời. Đào đấy, đào đấy, đào đấy, đào đấy. Nhỏ cái đường tí một tí nữa. Thời gian thì mình đã làm xong mẻ mứt. Và bây giờ là mình sẽ phơi ra đây. Rải ra để cho nó từng... Mẻ này, mẻ sau nó sẽ đẹp, đẹp hơn mẻ trước. Kinh nghiệm. Ô, oh, thật là phê quá đi, như con tê tê. Quá đẹp anh em ơi. Ôi ôi. Trời ơi. Trời ơi, hai màu, hai màu thành ba màu, màu cam và màu xanh. Trời ơi, cái này nhiều đường hơn, nó đẹp hơn. Ok, phế như con tê tê.